Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 29 ngày 6 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức đáp ứng yêu cầu và xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng chủ trì hội nghị. Qua 10 năm thực hiện chỉ thị 29, nhìn chung công tác lãnh đạo của Thành ủy và chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố được thực hiện quyết liệt, sâu sát, từ đó tạo sự triển khai tích cực của các cơ quan, đơn vị địa phương, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai quán triệt và thực hiện nội dung năm xây ba chống một cách nghiêm túc, đề ra chương trình kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện có hiệu quả, thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện, qua đó tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ công chức viên chức, người lao động. Các tiêu chí chuẩn mực đối với người cán bộ công chức viên chức được xây dựng cụ thể đã tạo cơ sở cho việc đánh giá, giám sát thực hiện công tác cải cách hành chính của khối Đảng, mặt trận, đoàn thể có nhiều chuyển biến. Cải cách hành chính khối chính quyền tiếp tục duy trì và ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ, nhất là thực hiện rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của tổ chức và công dân. Từ đó đã cải thiện đáng kể chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp.